Xin chào bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả là tốt nhất. Hôm nay Cường sẽ quay cho các bạn cái màu đỏ cam trên chiếc xe Ford Ranger SLS AT phiên bản số tự động hai cầu và mẫu nâng cấp giữa vòng đời là đèn pha dạng full LED. Thì nếu quý khách hàng đang quan tâm dòng xe này nhưng mà mình đang lăn tăn về vấn đề màu sắc, chưa biết mình nên mua cái xe có màu gì, thì trong kênh YouTube của Cường có tất cả các review về tất cả các màu xe, thậm chí là review chi tiết so sánh các phiên bản với nhau. Các bạn hoàn toàn có thể vô kênh YouTube của Cường để xem lại. Còn hôm nay chủ yếu Cường sẽ quay cho các bạn cái màu đỏ cam, bởi vì Cường biết được tâm lý của khách hàng nhiều khi cũng không có thời gian lên showroom xem xe để xem được tất cả các màu xe, hoặc là thậm chí mình lên showroom xem xe mình cũng không xem được hết tất cả các màu. Các bạn nhiều khi cái màu nó lựa chọn nó rất đơn giản, đúng là rất đơn giản, nhưng mà nhiều khi nó cũng rất là khó. Nếu các bạn đã chọn theo một cái gu, ví dụ như là phong thủy, sở thích cá nhân, tính chất công việc hay là một cái trường phái nào đó, thì nó sẽ rất là dễ dàng để chúng ta chọn màu. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều khách hàng kiểu như là người ta chỉ cần thấy màu nào đẹp là mua các bạn, thì lúc đó lên showroom màu nào cũng đẹp. Cường đã gặp những cái tình huống thực tế là nguyên một gia đình lên showroom xem xe, cuối cùng ba chọn màu, mẹ chọn màu, con chọn màu, cuối cùng không biết chọn màu nào á. Hiểu được cái tâm lý đó cho nên Cường đã làm tất cả các màu xe để các bạn hoàn toàn có thể ngồi ở nhà ăn cơm cùng gia đình và thưởng thức tất cả các màu xe để mình đưa ra một cái quyết định làm sao cho đúng nhất. Bởi vì cái màu cũng là một cái rất là quan trọng. Cái màu là ngày nào mình cũng nhìn vô nó các bạn. Nếu mà cái màu đẹp á, thì mình sẽ yêu xe hoài hoài. Còn nếu mà màu nó xấu đi một cái là mình nhìn cảm thấy nó rất là bực mình. Còn riêng về cái màu đỏ cam này, Cường cũng không dám nói nó đẹp nhất, cũng không dám nói nó xấu nhất. Bởi vì cái màu muốn nó đẹp hay không á, là phải đúng cái gu của mình thì mình mới thấy nó đẹp. Còn cho dù có màu trên trời dưới đất gì đi nữa, thì cho dù cái xe đó mà mình nhìn cảm thấy không ưng hay là nhìn không được sạch sẽ, thì mình cũng cảm thấy nó là một cái màu rất là bình thường. Còn riêng về cái màu đỏ cam này, Cường thấy đây là một cái màu rất là nổi và có cái doanh số bán cũng rất là chạy nha. Bởi vì những người đi xe bán tải thường sẽ thích những cái màu nó nổi nổi một xíu các bạn, mà mạnh mẽ cá tính, và đặc biệt là cái màu đỏ cam cũng rất là hợp với lại nhiều cái phong thủy hay là nhìn nó cũng đẹp, cho nên là được khách hàng ưa chuộng rất là nhiều. Đó, cho nên là các bạn thấy màu nào đẹp thì hãy comment cho Cường cùng biết nha. Chứ Cường cũng không nhầm nói màu nào đẹp nhất, màu nào xấu nhất đâu. Mà quan trọng nhất là nó có phù hợp lại cái nhu cầu sử dụng của chúng ta hay không. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.